Xin chào, có bao giờ trong đầu bạn nảy ra ý tưởng rằng sẽ hợp nhất cả trái đất thành một quốc gia và chuyện đó sẽ thú vị như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Trái đất là nơi tồn tại của 241 quốc gia và vùng lãnh thổ được chia tách bởi sự đổ máu. Đây cũng là nơi sinh sống của một giống sinh vật mà có thể xé xác đồng loại để đạt được mục đích của mình. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khi con người xóa sổ đến 3% dân số thế giới, thì các nhà lãnh đạo toàn cầu bắt đầu thảo luận về ý tưởng thành lập một chính phủ thế giới để tránh lặp lại những sai lầm đã mắc phải trong quá khứ. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta lấy tất cả các quốc gia trên thế giới và hợp nhất chúng thành một quốc gia khổng lồ? Chắc chắn sẽ không còn chiến tranh nữa, phải không? Rất tiếc là cuộc sống không bao giờ đơn giản như vậy. Nó không giống như việc chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, mà thay vào đó, chúng ta sẽ lấy hàng nghìn năm lịch sử văn hóa, định kiến ngôn ngữ và tiền tệ, hợp nhất chúng thành một nồi lẩu siêu to khổng lồ. Đó sẽ là một trong những nỗ lực phức tạp nhất mà con người phải thực hiện. Vì vậy, trước khi tiến xa hơn, có lẽ chúng ta nên cân nhắc những ưu và nhược điểm và tự hỏi liệu nó có xứng đáng để thực hiện hay không. Hãy đến với các lợi ích. Có hàng tỷ lợi ích và tác hại có thể xảy ra, nhưng sau đây sẽ là những lợi ích lớn nhất có thể kể đến. Đầu tiên là việc biến thế giới thành một quốc gia duy nhất. Chúng ta sẽ giải quyết được các vấn đề của trái đất như một lực lượng thống nhất. Một lĩnh vực mà chúng ta có thể thấy lợi ích này nhiều nhất là trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu của hành tinh. Ví dụ, năm 2015, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều cam kết sẽ cắt giảm lượng khí thải nhà kính theo thỏa thuận Paris. Kể từ đó, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào các nguồn năng lượng sạch để theo kịp các mục tiêu của họ. Nhưng thời Tổng thống Trump thì Hoa Kỳ gần như đã rút khỏi cam kết này. Nếu như có một chính phủ thế giới thì sẽ loại bỏ sự không thống nhất để mọi kế hoạch được thực thi. Mặt trận thống nhất này cũng sẽ có lợi ích trong thời kỳ khủng hoảng như thiên tai hoặc dịch bệnh. Hiện nay, những thảm họa đang không tác động nhiều đến các quốc gia phát triển nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nước nghèo. Mà khi thế giới trở thành một quốc gia thì các nguồn lực có thể được phân bổ để đảm bảo mọi nơi trên thế giới đều có cơ hội phục hồi như nhau. Lợi ích lớn tiếp theo sẽ là các hành động chiến tranh có thể bị loại bỏ vì những nguyên nhân của chiến tranh giữa các nước đã không còn. Một số chuyên gia cho rằng việc loại bỏ chiến tranh là một điều tuyệt đối cần thiết nếu loài người muốn tồn tại. Người ta ước tính rằng đang có 17.000 vũ khí hạt nhân trên khắp hành tinh. Nếu chúng được sử dụng thì tất cả sẽ bị hủy diệt, bất kể là xung đột đang diễn ra ở đâu. Lợi ích thứ ba là sẽ có sự cân bằng tốt hơn về chất lượng cuộc sống trên toàn cầu. Nếu không có chiến tranh, ngân sách quốc phòng sẽ giảm đáng kể, tạo ra tiền mặt nhiều hơn cho các nhu cầu khác như chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Bên cạnh đó, tài nguyên khoáng sản cũng được chia đều cho cả thế giới, thay vì hiện nay một số nước chỉ nằm hưởng thụ cuộc sống nhờ múc dầu bán, trong khi một số nước khác thì chết đói dù đã cố gắng làm lụng. Nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng nếu hợp nhất các quốc gia thì cũng có vô vàn những vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên, cái nguy hiểm nhất là bầu ra một người đứng đầu không xứng đáng. Nếu người đứng đầu hoặc nhóm các nhà lãnh đạo đất nước trở nên xấu xa và muốn thao túng cả thế giới thì sao? Ví dụ như họ có thể tham nhũng hay biến mình thành vua chúa như thời chiến, biến người dân thành nô lệ. Lúc đó không ai có thể đứng lên để chống đối vì toàn bộ vũ khí và quân đội đều nằm trong tay của nhà vua hết rồi. Đâu có quốc gia khác để mua vũ khí để tài trợ nữa đâu. Chưa kể ông vua nào điên lên lại lên kế hoạch thiêu rụi cả trái đất thì loài người sẽ bị diệt vong. Một trong những nền tảng của hệ thống niềm tin chính trị của Đức Quốc xã là việc thành lập một chính phủ toàn cầu. Trong trường hợp của họ, chính phủ này sẽ dẫn đến nhiều cuộc diệt chủng hơn và xóa sổ các nền dân chủ trên khắp thế giới nhằm áp đặt hệ tư tưởng chính trị của họ vào quần chúng. Mà kể cả điều điên rồ đó có không xảy ra thì chúng ta vẫn có vấn đề thứ hai. Đó là chủ nghĩa dân tộc sẽ phát triển các nền văn hóa và nó giúp thúc đẩy mong muốn và nhu cầu đạt được những thứ tiến bộ công nghệ. Ví dụ, Mỹ và Nga đã cạnh tranh, tạo ra các cuộc đua về công nghệ và hàng không vũ trụ, nhờ đó mà họ tạo ra những phát minh giúp con người khám phá không gian toàn cầu. Chúng ta đều biết phải có cạnh tranh thì mới có phát triển, mà chỉ có một quốc gia tồn tại, không có sự cạnh tranh, thì rất có thể cái bộ khoa học của quốc gia đó chỉ toàn mấy ông tiến sĩ ngồi chơi hưởng lương, chả tạo ra được cái gì. Không chỉ có vậy, chúng ta sẽ làm thế nào khi có hàng nghìn dân tộc với văn hóa, phong tục, tập quán và quan điểm khác nhau?
một số ngôn ngữ phong tục sẽ bị mai một, biến mất và một số khác thì không hòa hợp được, sẽ gây ra mâu thuẫn. Nếu như lâu nay một quốc gia tôn sùng bò và ăn thịt lợn, một quốc gia khác lại tôn sùng lợn và ăn thịt bò, họ có thể tồn tại và không liên quan đến nhau vì nó là hai quốc gia độc lập, họ tôn trọng nền văn hóa của quốc gia kia. Thì giờ nếu sát nhập thành một, ranh giới không còn nữa, cùng trong một đất nước mà quan điểm trái ngược nhau thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn và xung đột. Như vậy, việc sát nhập cả thế giới lại thành một có vẻ như quá phức tạp. Các bạn có nghĩ được lợi ích hay tác hại nào khác nữa hay không? Hãy cùng thảo luận nhé! Biết đâu trong tương lai điều đó lại thành sự thật và bạn sẽ trở thành nhà lãnh đạo của cả hành tinh thì sao? Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!